Quý vị, nối tiếp chương trình, câu lạc bộ văn nghệ của xã Liên Phương sẽ cùng một nữa hiện diện trở sân khấu đến với quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị với một bài nhảy dân vũ với bài được bài nhảy được mang tên đề nông thôn ngày mới. Và Phương Nhật rất là muốn rằng ạ, ngày hôm nay các cô các chị đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và chú đáo để cùng mang về phục vụ chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị chúng ta cùng yêu mến ạ và dành một tràng pháo tay lớn để cùng chào mừng câu lạc bộ văn nghệ xã Liên Phương sẽ trở lại sân khấu trong buổi sáng hôm nay. Cho trời và những cơn giang bão.